Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. HP Envy là một trong những dòng laptop của HP thuộc phân khúc cao cấp nhất. Trước mắt mình đây đang là HP Envy 16, sở hữu một thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ không kém gì một chiếc laptop gaming với Intel Core i7 12700H, card đồ họa RAID RTX 3060, cùng màn hình siêu đẹp, thời lượng pin tốt. Giờ cùng mình khám phá chiếc Ultrabook thú vị này nhé. Sang trọng, trang nhã là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này. HP Envy 16 sở hữu ngoại hình tối giản thanh lịch, thể hiện ngay ở phần mặt A kim loại nhám mịn với duy nhất logo HP được đặt nổi bật ở chính giữa. Các góc máy thì được bo tròn mềm mại cùng tông màu xám bạc hiện đại. Nhìn chung thiết kế của chiếc laptop này vẫn giữ được những nét đặc trưng của dòng Envy và phù hợp với nhiều đối tượng. Khung máy full kim loại được hoàn thiện chắc chắn, không hề ọp ẹp hay có hiện tượng flex, bởi máy có độ dày là 1,99cm, trọng lượng 2,32kg, đem lại cảm giác khá đầm tay, chắc chắn, dễ dàng bỏ gọn vào ba lô để mang theo bên người. Mà bên cạnh đó thì bản lề cứng cáp có thể mở máy bằng một tay, kết hợp với màn hình cảm ứng giúp các bạn dễ dàng lướt web, đọc tin tức. Như mình đã nói ở trên thì HP Envy 16 sở hữu cấu hình mạnh mẽ không hề thua kém một chiếc laptop gaming, với con chip Intel Core i7-12700H với 14x20 luồng. Dòng chip H ngoài mang đến hiệu năng cực kỳ ấn tượng thì cũng mang tới khả năng tương thích cực tốt với card đồ họa RAID NVIDIA RTX 3060. Do vậy mặc dù là một mẫu Ultrabook nhưng Envy 16 mang đến trải nghiệm giải trí liên quan tới chơi game khá là tốt và mượt mà. RTX 3060 chơi game ở độ phân giải cao vẫn đem lại mức FPS tốt và ổn định với các tựa game hiện tại. Và tất nhiên thì không thể không nhắc đến RAM 16GB cho khả năng đa nhiệm mượt mà, cùng ổ cứng SSD 512GB đem đến không gian lưu trữ rộng rãi trên Envy 16. Và với cấu hình vượt trội như vậy thì có thể thấy HP Envy 16 phù hợp với nhiều đối tượng, người dùng từ những người làm công việc sáng tạo liên quan đến thiết kế đồ họa hay dân văn phòng đang tìm kiếm một chiếc laptop có cấu hình mạnh mẽ ổn định để vừa có thể làm việc vừa có thể giải trí chơi game với anh em đồng nghiệp. Và một yếu tố khác làm nên sự đắt giá của HP Envy 16 đó chính là màn hình. Với kích thước 16 inch, độ phân giải 2560x1600, tấm nền IPS được bao trọn bởi cạnh viền siêu mỏng cực sexy, đem đến không gian hiển thị rộng rãi, sắc nét. Độ sáng màn hình khi đo đạc lên tới 400 nits, 100% sRGB, đem đến màu sắc hiển thị chân thực, độ tương phản cao. Và có thể thấy thì đây là một chiếc màn hình quá lý tưởng để các bạn có thể vừa dễ dàng xử lý các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp, vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí gaming trên chiếc màn hình này. Và đặc biệt thì chiếc Ultrabook này của HP có tần số quét lên đến 120Hz, giúp cho mọi tác vụ như thiết kế, chơi game hay lướt web đều rất mượt mà. Và cạnh trên thì vẫn được trang bị camera sắc nét, thuận tiện cho làm việc và học tập trực tuyến. Và có thể thấy thì HP đầu tư vào thiết kế khá tốt khi đồng bộ màu của bàn phím giống với màu của toàn bộ máy. Và điều này thì mang lại vẻ thẩm mỹ cao cho sản phẩm. Và Envy 16 được trang bị bàn phím tiêu chuẩn, layout phím hợp lý, các phím thiết kế lớn, hành trình phím khá sâu mang lại cảm giác êm ái và thoải mái khi xử lý các tác vụ văn phòng như gõ văn bản. Ngoài ra sẽ còn được trang bị đèn LED đơn sắc giúp bạn dễ dàng sử dụng máy trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó là phần touchpad kích thước vừa phải, vẫn là một thiết kế đồng nhất, di mượt, tracking tốt, cảm ứng đa điểm. Và một điều mình khá thích trên Envy 16 là cổng kết nối cơ bản vẫn được trang bị đầy đủ, bao gồm hai cổng Thunderbolt 4, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng USB Type-A, một khe thẻ SD và một jack audio combo và cổng nguồn. Và không chỉ kết nối có dây, kết nối không dây cũng được nâng cấp với Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.2 cho khả năng kết nối siêu nhanh. Và tổng kết lại, nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một chiếc laptop Ultrabook sang, xịn, mịn, màn hình siêu đẹp, hiệu năng mạnh mẽ, có thể vừa làm việc vừa chơi game thì đừng bỏ qua HP Envy 16 nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.